dh tự chế cho điện thoại máy tính bảng dù tuyên bố sẽ tích cực triển khai hdh harmony huawei khẳng định vẫn muốn điện thoại và máy tính bảng của mình sử dụng android của google người phát ngôn của huawei cho biết công ty này đang có kế hoạch quảng bá hdh harmony của mình ở cả trong và ngoài nước vào năm tới nhiều sản phẩm do huawei sản xuất vì thế sẽ được tích hợp hdh harmony tuy vậy nói thêm về quyết định trên đại diện huawei cho biết các thiết bị chạy harmony sẽ không bao gồm các dòng sản phẩm điện thoại và máy tính bảng Thông tin trên cũng từng được ông Wang Cheng Lu, chủ tịch bộ phận phần mềm của Huawei Consumer Business Group chia sẻ trên một tờ báo của đặc khu Thâm Quyến. Theo đó, ông Wang khẳng định dù phát triển Harmony, Huawei vẫn muốn điện thoại và máy tính bảng của mình sử dụng HDH Android của Google. Harmony là tên gọi quốc tế của Hongmeng, HDH do Huawei tự phát triển. Harmony được ra mắt vào tháng 8 năm 2019, chỉ ít lâu sau khi Google tuyên bố ngừng một số thỏa thuận hợp tác với Huawei. Với quyết định trên, huawei sẽ không thể tiếp cận các bản cập nhật hệ thống điều hành android mới nhất các thế hệ điện thoại thông minh tiếp theo của hãng này sẽ không được phép sử dụng một số ứng dụng của google bao gồm cả các app phổ biến như google play store hay gmail trước tình thế này harmony được xem như một giải pháp của huawei nhằm giảm bớt sự lệ thuộc vào các công ty công nghệ mỹ